thấy chưa? Bây giờ cười thì cái bờ môi này nó nảy ra điệu không? Mọng mọng môi nhá, cười to. Đây cái chỗ này nó xuống bớt này. Đấy, nhìn đường phát lạnh nữa. Cái này bây giờ sẽ nâng thêm một hai cái hốc mắt này. Hôm nay Linh nâng đã lên nhiều rồi, nhưng bây giờ sẽ lên cái chỗ này nữa để mắt nó đỡ trũng sâu nha. Đấy nào, khu môi xuống, ngập nhẹ. Đúng rồi. Đây, nhìn khác luôn cả. Đầu mắt đỡ bị trũng, bị thâm, dưới vùng mắt đỡ bị thâm, đỡ bị hõm. Nhìn khác luôn này. Nhìn chị. Thấy không? Đúng không nào? Đỡ sâu. Đó. Thấy không? Bên này nha. Đi xuống ngập nhiệt. Nhìn thấy nhớ kéo này ra không? Để cho nó đỡ vào đây. Đỡ vào vũng rồi. Nhìn nào, xem mắt đầy lên thêm chưa? Không nhận. Mà có con mắt nó to lên, đúng chưa? Bây giờ cho nâng cái đầu này lên tí nữa để cho nó đỡ vũng nhá. Chưa? Con mắt to hơn chưa? Kiểu như thần thoại. Bây giờ nhá, nâng cái cung xương mày hông hốc mắt lên để mà treo cái mắt này lên, và cái chỗ này nó đỡ bị gồ xương không? Sau đó là xóa nếp nhăn. Lệch nó, kể cả 10 năm trước nó đã lệch thì nó vẫn kéo các nét vẹo vọ, chị không? Nào bây giờ chị nhìn mắt đi. Thấy không? Ừ, đấy. Thật. Thật. Bây giờ lại lên cái mũi nữa nha, thành cái mũi tây nha. Thế nào? Gập cổ ngậm môi. Thì đây luôn, nhìn. Ừ. Chưa? Đấy thì thằng cháu nó suốt ngày nó ho ấy. Ừ. Đang bảo hôm nào cho nó sang đây. Ho cũng giải quyết được thì lại thông cái cột sống, thông cái vùng ngực. Và cứ vẹo vọ là nó ảnh hưởng đến phổi mà chị. Thế và mũi nó lệch là nó cũng ảnh hưởng đến phổi phế. Thế là lệch cái này hoặc là nó bị tẹt xuống thì không phải cái không khí nó đưa cái vào đây này, chị thấy nó lành lành. Lệch là ảnh hưởng. Chị có nhìn thấy cái cánh mũi chị nó hơi xương xương không? Có thấy không? Công nhận nhìn khác hẳn lên. Cái cánh mũi của chị nó hơi xương xương. Vậy là em làm cho cánh mũi của chị nó có thịt nhá. Nó thành đầy đặn, nó mượt mà cái lỗ mũi nhá. Công nhận mũi bàn tay vàng. Nó vui luôn. Nói không ai tin. Nói không ai tin. Đây, nó công cụ nó hiện đại này cơ mà. Chỉnh được. Đấy, từ cái chỉnh mũi này lại ra cái chỉnh tai, chứ không phải đi tiêm filler vào tai, hiểu không? Chị nhìn đi. Đấy. Đây là mũi nó có thịt chưa? Bàn tay vàng. Đây chơi lại thành lỗ mũi hình hạt chanh nhé.
chị nhìn này, hiểu không? Ừ. Ôi giời ơi, nhìn như tay, đây nhìn như tay, đấy, con làm phần mềm.